Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi vào bếp sẽ làm bánh tro, hay còn gọi là bánh giò, hay còn gọi là bánh ú tro. Nó có nhiều tên của các bạn. Thì bánh này Mai Khôi không có sử dụng nước tro, nhưng mà bánh vẫn mềm dẻo dai giòn và nó có cái độ trong này các bạn. Thì cách làm cũng rất là đơn giản và dễ làm. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm nha. Ở đây Mai Khôi có 350 g gạo nếp. Thì các bạn có thể dùng gạo nếp của Việt Nam hay Thái Lan đều được. Ở đây thì Mai Khôi dùng của Thái Lan, tại mình không có mua được gạo nếp Việt Nam đó. Bây giờ Mai Khôi sẽ vo rửa sạch cái gạo nếp này. Thì cái lượng gạo nếp này á, mình có thể gia giảm tùy theo mình muốn làm nhiều bánh hay ít bánh ha. Ở đây là mình lục hết trong nhà ra là còn đúng 350 g á các bạn. Đó, có nhiêu xài bấy nhiêu. Bây giờ mấy khôi sẽ vo rửa nó qua nhiều nước để cho nó sạch ha. Rồi đây, nếp mấy khôi đã vo rửa sạch rồi này các bạn. Đó, mình vo rửa làm sao cho tới khi cái nước á, mình nhìn thấy nó trong như vậy là được. Thì mấy khôi sẽ giữ cái nước trong này lại để mình ngâm cái nếp này nha. Mình sẽ ngâm cái nếp này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và trong lúc đợi ngâm nếp thì mình sẽ đi qua nguyên liệu thứ hai. Mấy khôi có ở đây là baking soda, gọi qua tiếng Việt là muối nở đó. Thì mình sẽ dùng cái này để thay thế cho cái nước tro nha các bạn. Ở bên này mà bây giờ đi chặt cây chặt củi rồi về đốt làm tro thì nó hơi phức tạp, mà đi mua thì không có, mà dùng cái nước tro tàu thì mấy khôi không có thích dùng cho lắm. Cho nên mình sử dụng cái muối nở này để thay thế. Thì cái muối nở này là sử dụng trong nấu ăn, trong làm bánh hoặc là để chùi rửa. Các bạn có thể tìm mua ở trong chợ Tây, chợ Tàu, chợ Việt Nam, chợ Mỹ gì mấy khôi thấy đều có bán hết á. Thì bây giờ mình sẽ cho một lượng muối nở ra trên một cái khay nướng có lót giấy nướng. Thì cái lượng muối nở các bạn cho nhiều ít tùy tùy ý, mình làm một lần thì mình làm nhiều nhiều á, nếu mà dư thì mình cất trong lọ thủy tinh mình dùng dần. Mấy khôi sẽ dàn mỏng cái lượng muối nở này ra để lát nữa mình đem đi nướng nha. Đây mấy khôi đã dàn mỏng ra rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái này bỏ vào trong lò nướng. Thì mình sẽ nướng cái muối nở này ở nhiệt độ là 120 độ C. Rồi mấy khôi sẽ đặt cái khay muối nở này vào trong lò nướng. Mình sẽ nướng trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi hết 1 tiếng đồng hồ rồi này các bạn. Thì bây giờ mấy khôi sẽ lấy cái khay muối nở này ra nha. Thì cái muối nở sau khi mình nướng xong đó thì nó sẽ có cái chất giống như là cái tro của mình vậy. Thì mình có thể sử dụng cái muối nở này để thay thế cho cái tro. Đó, nhưng mà các bạn phải sử dụng muối nở đã được nướng rồi nha. Còn muối nở mà chưa có nướng á, là mình không có thay thế được ha. Rồi mấy khôi sẽ để cái khay muối nở này qua một bên nha. Rồi ở đây mấy khôi có là 750 ml nước lạnh. Rồi mình sẽ cân cái muối nở lúc nãy mình nướng rồi đó. Mình sẽ cân lên là 19 g. Cho vào trong 750 ml nước lạnh này. Rồi mình sẽ khuấy cho cái muối nở này nó tan ra hết. Còn đây là nếp lúc nãy mình ngâm đó được 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì mới khuấy đổ ra cái rổ cho nó ráo nước. Bây giờ mình cho vào trong cái tô mà có cái muối nở lúc nãy mình mới pha đó. Mình cho nếp vào trong cái nước này á, các bạn sẽ thấy nếp của mình nó có cái màu vàng nhạt nhạt nè, chứ nó không có trắng giống như lúc nãy nữa. Đó, bây giờ mấy khôi sẽ đậy nắp cái tô này lại. Mình sẽ ngâm cái nếp này ít nhất là 12 tiếng đồng hồ nha các bạn. Và đây là tô nếp mấy khôi ngâm được 22 tiếng đồng hồ các bạn. Tức là mình ngâm từ lúc 10 giờ đêm hôm trước và bây giờ là 8 giờ tối của ngày hôm sau rồi đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ múc cái nếp này lên cho các bạn thấy cái màu của nó vàng nhiều hơn nữa. Nhưng mà vào máy không biết sao không có thấy rõ, chứ ở ngoài sẽ thấy được cái màu của nó vàng hơn một chút nữa các bạn. Và khi mình bóp vào cái hạt nếp á, các bạn sẽ thấy là mình nghiền nó ra mà nó nát giống như là cám á, giống vậy nè. Đó là cái hạt nếp của mình nó đã ngậm nước được nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mấy khôi sẽ đổ cái nếp này qua một cái rổ, nhưng mà phía dưới mình sẽ để một cái tô để mình hứng cái nước muối nở lại. Cái nước ở phía dưới nè các bạn, cái nước này mình sẽ giữ lại để lát nữa mình đem đi nấu bánh luôn nha, chứ mình không có đổ đi. Rồi bây giờ mấy khôi sẽ để cái rổ nếp này cho nó ráo nước ha. Khi mà cái nếp này nó đã ráo nước rồi thì mấy khôi sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối.
mình sẽ trộn đều lên nha. Và về phần lá để gói bánh thì thường gói bánh tro này mình sẽ dùng lá tre, nhưng mà mấy Khôi không có tìm được các bạn. Cái lá tre nhà mấy Khôi thì nó quá nhỏ để mà gói bánh, cho nên mình sẽ sử dụng lá chuối. Thì lá chuối mấy Khôi có 2 miếng lá chuối ở đây, nó khoảng 15 cm. Các bạn sẽ cho cái mặt mà nó không có cái đường gân á, nó nằm ở phía trong để mình gói bánh, lát nữa mình bánh chín mình lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Còn phía bên ngoài thì mình sẽ để cái mặt lá màu xanh đậm á, để cho cái bánh của mình nhìn nó đẹp hơn. Đó, và hai cái miếng này các bạn có thể lấy nó bằng nhau, hoặc là miếng trong nó sẽ nhỏ hơn miếng ngoài một chút xíu cũng được. Rồi mình sẽ gấp cái hai cái lá này lại để mình tạo nó thành hình cái phễu á, để mình gói bánh nha. Đó, như vậy nè. Rồi bây giờ mấy Khôi sẽ cho vào đây là nếp. Thì tùy theo các bạn gói bánh to nhỏ mà mình cho lượng nếp vào. Thường cái bánh tro này mấy Khôi thấy người ta cho, người ta bán toàn là cái bánh nhỏ không à, cho nên mình cũng sẽ gói nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cho nếp vào xong thì bây giờ mình sẽ gói bánh nha. Cái này mình gấp cái phần ngoài vào nè. Sau đó thì mình sẽ gấp hai cái phần lá hai bên. Thì cái này mấy Khôi cũng gói đại à các bạn, tại vì gói bằng lá chuối chứ không phải lá tre, cho nên mình gói làm sao cho cái bánh nó kín, nó khít lại để lát nữa mình nấu nó không có bị vào nước thôi. Đó, thì cái phần lá dưa này mình có thể cắt bỏ ngay bây giờ luôn, hoặc là lát nữa mình gấp cái phần nhọn phía trên xuống rồi mình cắt cái phần dư đi cũng được. Đó, mấy Khôi thì cắt liền luôn nè. Đó, rồi cái phần nhọn này thì mình sẽ gấp xuống rồi mình nhét nó vào nha. Đó, vậy là mấy Khôi gói xong một cái bánh đây nè các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng một cái sợi dây nha, để mình cột cái bánh này lại cho nó chắc á, chứ không lát nữa mình nấu nó sẽ bị bung ra. Thì sợi dây này mấy Khôi cắt ra được là 90 cm. Mình cũng, nói chung mấy Khôi cũng cột đại rồi các bạn ơi. Mình cột làm sao cho cái bánh của mình nó chắc, nó không có bị bung ra khi nấu. Với lại khi mình cột thì mình siết nhẹ nó thôi, chứ đừng có siết nó quá chặt. Tại vì nếu mà các bạn siết nó quá chặt đó, khi nấu nếp nó sẽ còn nở nữa. Mà mình siết chặt quá thì cái bánh của mình khi nấu xong, cái nếp nó sẽ bị sượng nha. Cái này nó giống như mình gói bánh tét, bánh chưng vậy đó. Mình mà gói chặt tay quá thì cái bánh của mình nó sẽ bị sượng. Đó, vậy là xong một cái bánh này các bạn. Cái phần dây dưa là lát nữa mình sẽ dùng để mình cột chung lại với nhau thành một chùm. Rồi bây giờ mấy Khôi sẽ tiếp tục gói những cái bánh còn lại nha. À, với cái bánh tro ngày hôm nay thì mấy Khôi không có cho nhân vào nha. Còn nếu như các bạn thích cho nhân đậu xanh đó thì mình cho thêm vào. Rồi mấy Khôi gói được cái bánh ú tro rồi nè các bạn. Đây mình cột thành 3 chùm đó. Thì với lượng nếp này, với cái bánh như thế này thì mấy Khôi gói được là 14 bánh. Thì tùy theo bánh to nhỏ mà cái lượng bánh nó sẽ dao động nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem bánh này đi nấu ha. Để nấu bánh thì ở đây mấy Khôi đã cho nước vào trong nồi rồi nè. Rồi bây giờ mình cho thêm cái nước lúc nãy mình ngâm nếp đó, cái nước muối nở đó, mình cho vào để mình luộc cái bánh của mình nó có cái màu đẹp hơn. Thì lượng nước mấy Khôi sẽ cho là 1/2 nồi thôi nha. Đó, mình phải trừ hao cái phần bánh mình cho vào nữa các bạn. Mình sẽ nấu cho cái nước này nó sôi lên. Khi mà cái nước này nó bắt đầu sôi rồi nè thì mấy Khôi sẽ cho bánh vào. Các bạn thấy là mấy cái bánh của mình nó nhỏ, nó nhẹ, cho nên khi mình thả vào á thì nó sẽ nổi lên trên như thế này. Cho nên mấy Khôi sẽ lấy cái giấy nhôm đó mình vò lại rồi mình bỏ lên trên để mình đè cho mấy cái bánh này nó nằm dưới mặt nước đó các bạn. À, mấy Khôi cho vào đây một muỗng cà phê muối nữa nè, để cho cái bánh của mình nó đỡ bị lạc, với lại cái màu lá nó giữ cái màu xanh đó. Rồi mình sẽ chèn thêm giấy vào cho nó nằm xuống dưới hết.
Nếu như các bạn có cái đồ gì để mình đè lên đó thì các bạn có thể sử dụng. Đây mấy khôi không có cái gì cho nên mình sẽ dùng giấy nhôm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thì cái này mấy khôi sử dụng là nồi áp suất, cho nên mình sẽ nấu cái bánh này từ 2 cho tới 2 tiếng rưỡi nha. Còn nếu như các bạn nấu với nồi thường á, thì mình sẽ nấu trong vòng 4 cho tới 5 tiếng thì bánh nó mới chín mềm, dẻo, ngon được. Bánh tro sẽ ăn kèm với mực mía, nhưng mà hôm nay mấy khôi sẽ chia sẻ thêm một cái nước sốt mà mình hay ăn kèm. Mấy khôi sẽ nấu cái nước sốt này nha. Cho vào đây là 3 muỗng canh đường cát và 3 muỗng canh nước cốt dừa, nhưng mà mấy khôi chỉ lấy cái phần cái cốt dừa đặt nằm ở phía trên cái lon á các bạn, để cho nó béo hơn. Đó, tỷ lệ là 1:1 nha các bạn. Thì đây 3 muỗng canh đường là 3 muỗng canh nước cốt dừa. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho nó tan ra ha. Khi mà các bạn thấy nó tan ra như thế này nè, mấy khôi sẽ cho vào đây chút xíu muối để nó dằn cái vị ngọt lại đó. Rồi mình sẽ nấu cho nước cốt dừa và đường này nó hòa quyện lại với nhau. Rồi mấy khôi nấu cho nước đường nó tan ra hết rồi nè. Thì cái hỗn hợp cốt dừa đường của mình bây giờ nó sệt sệt như thế này. Như vậy là xong rồi nha các bạn. Và đây bánh tro mấy khôi đã nấu xong rồi nè. Thì tổng thời gian mấy khôi nấu là 2 tiếng rưỡi. Mình nấu xong mình để yên nguyên ở trong nồi luôn. Mình cũng không có vặn qua cái van xả hơi các bạn. Mình cứ để như vậy cho tới khi cái nước trong nồi nó nguội hẳn. Hoặc là mình nấu vào buổi tối thì mình để sáng ngày hôm sau mình ngủ dậy, mình mới vớt bánh ra, mình rửa qua nước lạnh, rồi mình treo lên cho cái bánh nó khô ráo đó, thì lúc đó mình mới ăn được ha. Đó, đây là bánh mấy khôi đã để cho nó khô ráo rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong nó như thế nào nha. Trời, hồi hộp không các bạn? Thấy bóng dáng cái bánh nó lấp ló rồi nè. Cái này mình gói bằng lá chuối cho nên mấy khôi đứng nghe cái mùi lá chuối không à. Đây mình sẽ mở ra. Hồi hộp quá à. Wow. Cái hạt nếp đó mình thấy nó trong này các bạn. Đó, nó trong. Nó có cái màu vàng mà nó pha hơi xanh xanh của lá chuối. Nó có cái gọi là âm hưởng của lá chuối. Đó, trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa nè. Mặc dù không có sử dụng nước tro nhưng mà cái bánh của mình nó rất là trong luôn. À, một lưu ý là khi mà các bạn mua gạo nếp đó mình làm á, nếu có thời gian thì mình ngồi mình lựa ra cái gạo thường nó bị lẫn vào trong đó, mình bỏ qua một bên. Tại vì nếu mà nấu cái bánh này mà nó có hạt gạo thường nó lẫn vào á thì nó sẽ không có trong nha các bạn. Đó, nó giống như nó còn hạt ở đây nè. Nhưng mà mấy khôi thì không có lựa, nói chung mình không có thích làm tấm cám các bạn. Mình bỏ vào mình nấu luôn. Đó, các bạn nhìn cái bánh hấp dẫn chưa? Nó, cái hạt nếp nó trong rồi ha. Nó cũng vàng nhưng mà nó có bị lai chút xíu xanh xanh của lá chuối vào. Đây mấy khôi bỏ lên cái dĩa, mình để ra ngoài ánh sáng để cho các bạn thấy được cái độ trong của bánh nè. Đây mình lấy cái tay mình đỡ chứ mình sợ nó, cái bánh nó xiêu ngang xiêu dọc nó rớt xuống dưới đất. Voila, vậy là bánh tro hay còn gọi là bánh ú tro mấy khôi đã làm xong. Khi như cái này có gọi tên là bánh nẵng nữa các bạn. Mình có nghe một người bạn của mình kêu cái bánh này là bánh nẵng. Thì thường bánh này sẽ ăn kèm với lại mật mía, nhưng mà mấy khôi không có. Thì mình nấu cái đường nâu á, mình nấu ra để mình ăn kèm cũng được. Hoặc là các bạn có thể ăn chung với lại mật ong cũng ngon. Rồi ở đây là cái chén sốt cốt dừa đường lúc nãy mấy khôi mới nấu nè. Đó, cái này thì mấy khôi rất là thích luôn. Cái này gọi là nước sốt yêu thích mỗi lần mình ăn bánh tro này. Đó, nó vừa thơm, nó vừa ngon á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái bánh mình ăn thử nha, mình review nha. Nói chung làm video đồ ăn là khúc này mình thích nhất. Đây nè, mình sẽ lấy cái bánh này ha. Rồi mấy khôi cho lên cái dĩa nè. Cái này bị tiếc một cái là mình không có lá tre để mà gói, cho nên mình gói bằng lá chuối đỡ. Thì cái bánh của mình nó bị cũng gọi là mất đi bớt một cái mùi vị rồi. Nhưng mà thôi, ở xa xứ mà đâu có đầy đủ điều kiện đâu, thôi có gì dùng đó. Mấy khôi sẽ cho cái nước đường nâu này lên nè, mình ăn thử trước nha, xem nó như thế nào ha. Nãy ngồi cái chỗ đó ánh sáng nó chói loài quá các bạn, cho nên mình đổi địa chỉ. Alo, mình đổi địa điểm. Đây, mời các bạn nha. Trời ơi, ngon các bạn ơi. Cái bánh nó mềm, dẻo, dai dai, nhẹ. Và khi mình ăn thì mình không có cảm giác là mình ăn nếp. Mình không có cảm giác là mình đang ăn gạo nếp các bạn. Rất là ngon luôn. Đó, mình chấm với lại cái nước đường nâu này cũng ngon. Nó ngọt ngọt.
Nói chung cái bánh này mà mình ăn không thì nó sẽ rất là lạc, nó không có cái gì hết á, kiểu gọi là ăn vô duyên luôn á. Nhưng mà mình ăn kèm với lại mật mía hoặc là mật ong hay là cái nước đường nâu này thì nó rất là ngon. Đây mới khôi thử cái nước cốt dừa nè. Rất là hấp dẫn nha, cái nước sốt này mới khôi thích lắm luôn á. Đây, đó các bạn thấy dẻo không? Mình sắn mà nó không ra. Trời ơi, ăn kèm vào á, cái bánh nó ngon, nó gọi là tại vì mình thích nước cốt dừa cho nên có cái gì mà có nước cốt dừa vào thì mấy khôi rất là thích, và khi ăn kèm với bánh tro này thì mấy khôi thấy nó rất là ngon luôn. Còn đây là cái bánh mấy khôi cắt ra cho các bạn thấy được bên trong nè, chứ nãy mình chan cái nước đường nâu lên á, xong cái bánh nó cũng nâu nâu mình không có thấy rõ đó. Thì nếu như bạn nào thích làm bánh tro mà ngại đi tìm nước tro thì có thể thử cách này nha. Và đây cũng là cách Mai Khôi học được từ anh Dinology. Trời ơi, mình tự nhiên mình coi được video đó xong mình mừng húm luôn các bạn. Đó, mình đem vào mình áp dụng liền. Và Mai Khôi cũng có điều chỉnh biến tấu một chút xíu để phù hợp với mình hơn. Đó, thì nếu như các bạn thích thì vào bếp cùng làm với Mai Khôi thử xem sao nha. Các bạn cũng có thể tham khảo video của anh Dinology luôn ha. Bây giờ thì Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, biên tố.